Hôm qua, phái đoàn Liên minh châu Âu cùng với một số lãnh sự và nhà ngoại giao đã đến thị sát thị trấn Thomas Aya của người Palestine ở bờ Tây, vừa bị người định cư Israel tấn công hôm ngày 21 tháng 6 vừa qua. Sven-Kun von Bosdorf, đại diện của Liên minh châu Âu tại bờ Tây và Gaza, đã lắng nghe chia sẻ của người dân và gửi lời chia buồn tới gia đình của Omar Katin, người đã thiệt mạng trong xung đột gần đây. Hôm thứ Tư, cư dân ở Thomas Aya cho biết khoảng 400 người định cư Do Thái đã tuần hành xuống con đường chính của thị trấn, đốt cháy xe hơi, nhà cửa và cây cối. Thomas Aya thường là mục tiêu tấn công của những người định cư Do Thái. Cư dân Palestine và các nhóm nhân quyền từ lâu đã bất bình trước việc Israel không có khả năng hoặc từ chối ngăn chặn các hành động bạo lực từ phía người định cư Do Thái.